Tam Giang, Thừa Thiên Huế được ví là vùng biển cạn với 1.300 loại tôm cá, thực vật và chim muông. Bao đời nay, đầm phá này là nơi cung cấp cho con người nguồn hải sản tươi ngon, giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, trìa hay còn gọi là ngao nước lợ cũng là một loại hải sản, là kế sinh nhai của bao thế hệ ngư dân ở đầm phá rộng lớn này. Trên chiếc thuyền nhôm của ông Đặng Văn Chớ, 70 tuổi, một ngư dân ở thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã có cơ hội ra phá Tam Giang để tận thấy hoạt động dặm mò bắt trìa của các ngư dân. Những ngư dân trên đầu là chiếc nón lá, mũ tay bèo nhấp nhô, dập dềnh theo đợt sóng, thoắt ẩn phát hiện bên cạnh chiếc đò nhôm của mình. Mỗi người sẽ mang một thùng xốp lớn, một vài bao đựng và không thể thiếu một chiếc ghe nhỏ, vừa là phương tiện di chuyển ra phá, vừa là chỗ đựng trìa mỗi lần trúng mẻ lớn. Họ bắt trìa bằng cách ngâm mình dưới nước, chân liên tục dậm đạp xuống lớp bùn. Khi dậm thấy trìa, những người dân sẽ gấp nó lên bằng ngón chân, sau đó cho vào thùng xốp. Đi phá Tam Giang này mình đi lần đi là tùy theo nước á. Con nước lên xuống thì họ cũng đi lặn, nhưng mà con nước rong quê là coi như là họ mới lặn được, là vì nước cả nha, người ta dễ lặn. Nhưng mà cái nghề lần tía là coi như qua tháng 3 cho đến tháng 6 họ mới đi lặn được, còn như qua tháng 7 rồi nước già nước bơ họ cũng lặn được rồi. Khoảng thời gian sau 12 giờ trưa, nước sẽ dâng lên rất lớn. Đó cũng là lúc những ngư dân bắt đầu lên bờ, kết thúc khoảng thời gian 5 đến 6 tiếng ngâm mình dưới nước. Cũng tùy vào thời tiết, nhiều lúc ngư dân mò bắt được cả tạ, nhưng cũng có lúc được vài ký, không bán được mấy đồng. Mà tia dài thì họ lặn là coi như một giờ là đề lắm là 20 ký tia nè. Nhưng mà ngoài ra mà coi như tia xưa thì một ngày cả 20 ký, là 1 ký trong 5 ngàn á. Còn coi như 20 ký mà lần đến là coi như là 3-4 tiếng thôi chứ nữa. Thế nhưng ở bãi Tam Giang rộng lớn này, người dân ngoài việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, thì việc dặm bắt trìa cũng là nghề có thể kiếm ra tiền. Dẫu có cực nhọc vô vàn, những ngư dân ở đây vẫn chịu khó ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ, dằn nắng suốt nửa ngày trời để lặn lội tìm thấy con trìa. Ra mò tia phá Tam Giang từ 7 giờ đến 12 giờ về. Ngâm nước về sót ngứa nước tay nước chân tây nặng thì được, cái tây lạnh về khổ lắm. Dứt chân trước càng câu nè.